sẽ cùng reaction bài Ngô Kiếu Huy. Có đây chưa? Trời ơi, quả to tát là phải buồn. Tại sao buồn như Huy? Chết mà, vui đi. Huy kìa, Huy buồn, Huy có gì đây? Huy kìa, Huy quả to tát là phải buồn, vui thế Huy. Huy đồng ngủ Huy. Huy làm đổ nước rồi nè. Huy làm đó đó, tin nhảy ra tin cả. Lên nè, lên tin. Vô vô yêu đời tết sẽ vui. Yeah, nhảy đi vô tết này tiền đầu quá qua thắc gì mà mày nói tao tết này đầu không biết chơi gì tết làm gì mà không vui tại không có gì mà để chơi yêu đời rồi là tết vui liền. yêu đời yêu đời nghe đồ thường không có đâu ơn rồi tụi mình sống sao mày hỏi tao rồi tao biết sao nè tết này ai cũng giống nhau biết vậy rồi mà chán ghê yêu đời rồi đã tên vui liền yêu đời yêu đời âm thanh yêu đời âm âm tên yêu đời dò vẽ lâu môi buồn bã tết nhức đầu rễ làm chi tình nào hôm nay tôi về quê tây không trong khi ai cũng súng xính đầy quà mỗi giờ à có gì đâu vài năm đầu đi xa lập nghiệp thì kịp đoàn viên là tiếng má vui chứ không có dịp cùng ly nhập tiền không phải chơi chán mà mấy cái mặt trầu ủ ăn tết thì kỳ cho năm đó là thôi kêu ra ăn đây nè ly mừng cho một Tết vui tươi bên ngoài tiêu điều bên trong mình vui thật nhiều mình giai điệu lên anh em mình chung tiếng hát xuân nay mình hết một sầu hết một sầu xuân nay mình hết một sầu hết một sầu vì yêu đời rồi là ôi dạ nhìn thấy mắt của mình khác người ta ấy mà. Chú đang rồi nghe cảm nhận đi copy rồi rồi tên rồi thì đấy nghe chưa người ta bài rồi chị tên nè thầy chị tên nè chị tên nè à người ta quảng cáo cho bia mà ở nhà uống toàn xì tin không à không mới uống bia hết á ờ thấy không à đây là xì tin đen đỏ mà xì tin đang kêu xì tin kìa nè xì tin đen xì tin đỏ xì tin đen cài tin đỏ tổng là đây là một bài hát vui đây là một cái tết vui đây là đây là một bài hát vui đây là một mùa tết vui đây là một bài hát vui chứ thôi mẹ ơi con về rồi. Tên Dương Minh. Tên Minh. Trời ơi. Quả cho tết là phải buồn. Chứ sao vui vui. Tết mà vui đi. Buồn chi. Tên nhảy. Tên nhảy. Tết sẽ vui. Tết này tiền đầu quá cha thắc gì mà mày nói tao tết này đầu không biết chơi gì tết làm gì mà không vui tại không có gì mà để chơi yêu đời rồi đã tết vui liền yêu đời nghe đột tụi không có đâu ơn rồi tụi mình sống sao mày hỏi tao rồi tao biết sao nè tết này ai cũng giống nhau biết vậy rồi mà chán ghê yêu đời rồi đã tin tại thôi đi đi kết thúc video đây.
Bài này cảm nhận là vui là được rồi. Mình chủ yếu nghe nhạc vui mà, truyền cảm hứng. Năm sau nếu mình chọn cho mình vô West Uni top nhân vật truyền cảm hứng nhưng mà cảm hứng vui á, cười không à. Chào hẹn lại mọi người ở video sau, nhớ đăng ký kênh chứ gì tiên dự ủng hộ bay đâu vậy. Hey bay. Tìm bay. Bay. Dạ ơi, tiên dở quá. Chào mọi người ở video sau.